Mình nghĩ là sau video mình điểm ra những smartphone có sự thể hiện tương đối tốt và toàn diện ở trong từng phân khúc hàng chính hãng, thì bây giờ chúng ta cũng nên xứng đáng có một cái phần 2 của cái video đấy. Cũng sẽ là những smartphone đáng mua nhất ở trong từng phân khúc, nhưng bây giờ thì sẽ là những con máy cả hàng xách tay và thậm chí là hàng cũ nữa. Cái này chắc là sẽ nhiều anh em quan tâm đúng không? Mình nghĩ rằng là khi mà nhìn lại cả năm 2019 thì sẽ đưa ra những cái lựa chọn nó có lẽ là phù hợp cho anh em và dễ dàng hơn cho anh em khi mà có một số tiền như này để mua máy chơi Tết. Và chắc là sẽ không dài dòng nữa. Anh em nào muốn có điện thoại chơi Tết ngon thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong video với mình. Đầu tiên thì xin phép mình quảng cáo một chút là hiện tại ở hệ thống Bạch Long Mobile đang có chương trình là Vui Xuân Canh Tí trúng vàng như ý. Bạn nào quan tâm thì đến trang web để tham khảo nhé. Bây giờ thì mình sẽ điểm mức giá từ thấp cho đến cao dần nhé. Đây là một cái thứ tự ưu tiên của mình. Con máy đầu tiên sẽ là con Realme Q. Anh em nếu mà không biết thì đây là con Realme 5 Pro hàng chính hãng. Mức giá mình tham khảo đây sẽ là khoảng 3,6 triệu cho đến 3,7 triệu nhé. Con này sẽ có nhiều mặt ngon lành. Đầu tiên sẽ là về phần cấu hình thì nó mạnh là Snapdragon 712, cùng với đó cái phiên bản thấp nhất sẽ là 464 cho RAM và ROM. Nó rất là ngon, mình nghĩ là anh em chơi game hay dùng hàng ngày nó cũng ok cả. Camera của Realme Q thì mình cũng đánh giá tương đối là cao. Những mặt khác thì mình sẽ điểm ra pin nó tốt, màn hình nó cũng sẽ đẹp ở trong tầm giá này. Nhưng mà mình sẽ không chỉ điểm ra một cái tên ở trong một phân khúc, mà có lẽ mình sẽ đưa ra một cái đối thủ nào đấy ở trong cùng phân khúc để anh em có thể thêm những sự lựa chọn khác nữa. Và đối thủ mình đưa ra ở đây sẽ là Realme X, cũng ở trong nhà Realme. Cá nhân mình thấy là mặt sau của Realme X thì nó sẽ nhìn nó thoáng hơn, cộng với đó là sẽ cân đối hơn bởi vì camera đặt ở giữa, dọc ở giữa. Còn Realme Q thì nó sẽ nhìn tương đối là quen thuộc. Mặt trước thì chắc là anh em sẽ không phải bàn rồi, bởi vì màn hình full view của Realme X thì nhìn rất là đã. Cộng với đó thì giá của Realme X sẽ rẻ hơn đâu đó khoảng 100-200 gì đấy, nhưng mà cũng tùy cửa hàng anh em tham khảo xem. Nên là anh em nào ưu tiên về cái mặt thiết kế này hay là mặt màn hình thì Realme X sẽ là cái sự lựa chọn nó ok hơn. Nhưng mà tại sao mình vẫn lựa chọn Realme Q? Bởi vì với cá nhân mình thì những cái mặt trải nghiệm thực tế ở trên một con máy, đó là về cấu hình, về hiệu năng ấy, về camera hay là về pin ấy, thì Realme Q nó sẽ nhỉnh hơn. Cộng với đó nữa thì sẽ là cái tình trạng khan hàng của Realme X, bởi vì đây cũng là cái thời gian cuối cùng mà Realme X tồn tại ở trên thị trường. Còn Realme Q thì hàng hóa nó sẽ kiểu là dồi dào hơn và ít phải quan tâm về cái vấn đề nguồn hàng hơn. Con máy thứ hai ở trong danh sách sẽ là đến từ Xiaomi Redmi K30, một con máy cũng chỉ vừa mới được ra mắt nhưng mà đã về Việt Nam với cái mức giá phải nói rằng là rất là tốt, là 5,5 triệu nha. Không hiểu vì sao con máy này lại chắc là nó nhận được sự cạnh tranh của hai con máy khác mà chốc nữa mình sẽ nói, nên là nó sẽ có mức giá tốt. Và hai điểm mạnh và đáng chú ý trên con này, đầu tiên sẽ là về phần cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 730G, cùng với đó là phiên bản RAM ROM thấp nhất sẽ là 664. Nó rất là mạnh và cũng rất là ngon. Em này sẽ có pin tốt, dung lượng là 4500 mAh. Nó sẽ ở trên mức thường thấy là 4000 mAh ở những con máy hiện tại bây giờ. Cộng với đó là sạc nhanh 27W. Còn về những mặt khác như ở camera, màn hình hay thiết kế thì nó cũng sẽ thể hiện ở mức tốt ở trong cái mức giá này. Và hai đối thủ mình đưa ra sẽ có mức giá thấp hơn một chút so với Redmi K30. Đầu tiên sẽ là một con máy cùng nhà Xiaomi và thế hệ trước của Redmi K30 là Redmi K20. Anh em sẽ chọn Redmi K20 có lẽ chủ yếu là nhờ thiết kế, còn những mặt khác thì nó sẽ đa số thua thiệt so với con Redmi K30. Nhưng mà mình biết là cũng sẽ có những người lựa chọn Redmi K20 bởi vì nó sẽ có thiết kế hợp ý của họ, rồi màn hình full view thì nhìn nó cũng đã hơn, hay là đơn giản cái mức giá nó cũng sẽ dễ chịu hơn nữa. Và đối thủ thứ hai trong tầm giá này thì nó sẽ nặng ký hơn Redmi K20 một chút, đó chính là con Realme X2. Con này sẽ có mức giá ngang với Redmi K20 luôn, là khoảng 5 triệu. Hai điểm mà con này hơn so với Redmi K30 thì nó sẽ đầu tiên là camera đẹp hơn, thứ hai đó là sạc nhanh hơn một chút, là 30W so với 27W. Nó hơi chi li một chút nhưng mà nó có như thế đấy. Nó hơi chi li một chút nhưng mà rõ ràng là nó có hơn một chút ở cái điểm này. Và với 500.000 đồng hơn giữa Redmi K30 và Realme X2 thì có đáng hay không? Và với mình này thì mình thấy là nó đáng. Thì bởi vì thấy nó đáng thì mình mới để nó ở trong danh sách này đúng không? Hai cái điểm mà khiến mình nghiêng hơn về Redmi K30 sẽ là về phần thiết kế và phần mềm. Về phần thiết kế thì mình nghĩ rằng là cả mặt trước và mặt sau thì Redmi K30 sẽ nhìn nó cân đối hơn, nhìn nó sẽ mới lạ hơn và nó độc hơn, chứ không phải là một cái thiết kế mình nghĩ là khá quen thuộc ở trên Realme X2. Và chắc là nhiều bạn cũng sẽ đồng tình với mình đúng không? Còn thứ hai nữa, phần mềm thì MIUI mình vẫn đánh giá cao hơn. Nó sẽ cập nhật thường xuyên hơn, giao diện nó sẽ mượt mà hơn. Cộng với đó là lâu dài thì mình vẫn thích cái MIUI hơn. Đó là những lý do mình lựa chọn Redmi K30. Thậm chí là nó đắt giá hơn 500.000 đồng so với Redmi X2. Còn bạn không quan tâm những mặt như mình nói thì X2 cũng là một cái sự lựa chọn rất là ngon.
Con máy thứ 3 lại đến từ nhà Realme, chính là Realme X2 Pro. Năm nay thì Realme đánh vào thị trường tương đối là mạnh và những con máy của họ nó lại đồng đều nữa, nên là mình cũng không thể nào mà không nhắc đến được. Không có quảng cáo gì đâu nha. Với gần 8 triệu đồng chúng ta sẽ có một con máy tương đối là đồng đều ở nhiều mặt. Điểm mạnh của nó đầu tiên vẫn sẽ là về phần cấu hình, đó chính là con chip Snapdragon 855 Plus. Cùng với đó phiên bản thấp nhất cho RAM ROM sẽ là 664. Đây sẽ là số tiền tối thiểu mà anh em bỏ ra để mua một cái cấu hình, một con chip mạnh như thế này. Điểm mạnh tiếp theo cũng sẽ là về pin, bởi vì nó có sạc nhanh SuperVOOC 50W, rất là nhanh luôn, và cho viên pin dung lượng là 4000 mAh. Nhưng mà khác trên Realme X2, màn hình đẹp, camera đẹp, thiết kế ổn, và nó đem lại những cái sự thể hiện mình nghĩ là quá đủ cho một con máy mới tinh với mức giá là khoảng gần 8 triệu đồng. Con máy cuối cùng cũng sẽ là một con máy có mức giá cao nhất, cũng sẽ không có đến từ những cái nhà sản xuất Trung Quốc nữa, và cũng sẽ không phải là hàng mới mà là hàng cũ nha. Samsung Galaxy S10 Plus, mình tham khảo giá ở đây sẽ có mức giá khoảng dao động từ 10 đến 11 triệu đồng ở các cửa hàng sách tay. Thời điểm hiện tại khi mình quay video thì vẫn chưa ra mắt Galaxy S11 và là Galaxy S20, nên đây vẫn là flagship cao cấp nhất thời điểm hiện tại của nhà Samsung, và nó cũng chỉ ra mắt chưa đến 1 năm. Mình nghĩ rằng đây là thời điểm hợp lý để mua, bởi vì trong vòng khoảng 1 năm ấy, thì cái mức sụt giá nó sẽ là mạnh nhất, còn sau đó thì nó sẽ ít sụt giá hơn, nên là thời điểm này thì những con máy này thì nó vẫn còn khá là mới chứ nó chưa cũ quá. Cho anh em nếu mà chờ giảm giá nữa thì một là nó sẽ không giảm giá quá nhiều, và thứ hai nữa là máy thì tình trạng nó sẽ không được tốt như thời điểm này nữa. Và mình thì mình nghĩ rằng là chưa có cái điểm gì khiến mình phải phàn nàn về Galaxy S10 Plus ở cái tầm giá này. Cái này thì có lẽ là mang tính cá nhân thôi, nhưng mà cái điểm duy nhất khiến mình chưa ưa lắm trên Galaxy S10 Plus nói riêng hay là cả dòng Samsung nói chung chính là cái nước ảnh trên camera của họ. Tất nhiên cái này chỉ mang tính cá nhân, và tổng thể ảnh của nó thì vẫn rất là tốt. Và cái điểm thứ hai nữa, nói thật nhé, là nếu lựa chọn một con máy cao cấp của nhà Samsung thì mình sẽ lựa chọn Samsung Galaxy S10 Plus chứ không phải là Samsung Galaxy Note 10 Plus, bởi vì mình thấy rằng cái thiết kế của nó khiến thuyết phục mình hơn. Nó sẽ không kiểu vuông quá, và nó sẽ không kiểu nhìn nó sắc quá, nhìn như kiểu là một cái mình không biết diễn tả như nào, nhưng mà mình thích S10 Plus hơn, bởi vì nhìn nó sẽ kiểu mềm mại hơn. Và mình nghĩ rằng là cũng nhiều người đồng quan điểm với mình rằng là Galaxy S10 Plus thì nó sẽ phù hợp với nhiều người hơn, bởi vì nó nhìn cũng khá là tinh tế và thanh mảnh nhỉ, đúng không? Tất nhiên đây cũng sẽ chỉ là một cái điểm mang tính cá nhân của mình, và đối thủ tầm này thì mình chắc chắn rồi sẽ không thể nào bỏ qua một con máy cũng cực kỳ là hấp dẫn tầm giá này, cũng chính là iPhone 10R. Cái mức giá của nó thì cũng sẽ tầm như này luôn. Đây là một con máy rất là ngon, nhưng mà với mình ấy thì iPhone 10R nó có cắt giảm. Đầu tiên là về camera tele này, để mà chụp xóa phông này, rồi là cái màn hình của nó này, hai phần thiết kế của nó này. Nhưng mà Samsung Galaxy S10 Plus thì nó sẽ không bị cắt giảm ở cái mặt nào cả. Nó hoàn thiện ở mọi mặt, nó có màn hình đẹp, nó có thiết kế sang chảnh, tinh tế. Và mình nghĩ rằng đây là những cái thứ mà những con máy tầm khoảng trên 10 triệu nên có. Nó sẽ quyết định tương đối lớn đến cái quyết định mua hàng của mình. Còn về những mặt hơn của iPhone 10R thì đầu tiên sẽ là về phần hiệu năng này, thứ hai sẽ là về phần camera chính ấy, thì nó sẽ có màu sắc mình nghĩ, và với cá nhân mình nhá, mình vẫn thích hơn cái màu sắc ở trên iPhone 10R. Như mình nói lúc nãy ấy, cái này là mang tính cá nhân, và anh em nào mà cần sử dụng lâu dài thì iPhone 10R vẫn sẽ ok hơn. Còn anh em mà muốn sử dụng iOS thì chắc chắn rồi, iPhone 10R sẽ là cái sự lựa chọn của anh em, và không cần phải phân tích nhiều nữa. Đó là những sự lựa chọn mà mình đưa ra ở trong từng phân khúc, để mà anh em có bất kỳ một cái số tiền khoảng tầm như thế nào đấy thì cũng có thể dễ dàng đưa ra một cái sự lựa chọn nó phù hợp với cá nhân của anh em. Mình nghĩ rằng là cao hơn nữa thì chắc là sẽ không cần phải điểm ra nữa, bởi vì tầm đó thì con máy nào nó cũng ngon, sẽ là mua được flagship vừa mới ra mắt của từng hãng, nên là sẽ không cần phải lăn tăn hay là phải truy xét quá là nhiều. Mà công nhận rằng là Realme, Xiaomi tầm giá khoảng dưới 10 triệu thì nó vẫn có một cái sức hút gì đấy không hề nhỏ với rất là nhiều người, và cả với mình nữa, đúng không? Thì đó là những ý kiến cá nhân của mình trong khi lựa chọn ra những con máy đáng mua nhất ở trong từng phân khúc cho anh em. Anh em có ý kiến khác hoặc là có ý kiến bổ sung gì cho mình thì có thể là comment phía bên dưới, để mình cùng các bạn khác có thể cùng bàn luận nữa nha. Và nếu thấy video ích thì hãy nhớ tiếp tục theo dõi những video khác ở trên kênh. Hẹn gặp lại trong những video sau. Tạm biệt.